Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là quân Torico đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại một gương mặt vô cùng thân quen đấy các bạn. Đó chính là chú rồng siêu hiếm đã được mình là nâng lên 2 sao trong sự kiện Empower lần này các bạn ạ. Đấy các bạn, chúng ta gọi là chỉ trong vòng là cái khoảng thời gian ngắn đã có thể là nâng thành công cho chú rồng siêu hiếm lên 2 sao, mà kể cả là vẫn chưa có kết thúc cái thời gian là diễn ra sự kiện Empower Happy Hour luôn các bạn ạ. Bởi vì thời gian diễn ra sự kiện này đã kéo dài hơn so với thường lệ là 3 ngày. Và như thế thì chúng ta có thể tận dụng luôn sự kiện này để mình vừa nâng sao cho chú rồng siêu hiếm lên 2 sao xong thì mình sẽ tiếp tục luôn là cho chú rồng siêu hiếm của chúng ta lên 3 sao nha các bạn. Quá tuyệt vời phải không nào? Nhưng có điều là khi chúng ta lên 3 sao cũng đã là giới hạn của lượng op của mình rồi đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ mất khoảng tầm là 302, gọi là 320 op. Nhưng mà cái gọi là lượng op phía sau ấy, để mà nếu muốn nâng lên 5 sao phải thêm khoảng tầm là 800 nè, là nâng gọi là 5 sao nè, rồi gọi là 4 sao thì phải 600, gọi là 40 nữa thì 1002 gọi là op lượng các bạn. Cho nên là sẽ không đủ để mà nâng lên 3-4, gọi là từ 3 lên 4 sao và từ 4 lên 5 sao nha các bạn. Chính vì như vậy nên là tới đâu hay tới đó chúng ta sẽ có thể là sử dụng cái phương pháp là chiếm op của những nick khác sau nha các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là hoàn thành cái quá trình là nâng sao cho chú rồng siêu hiếm nha các bạn. Rồi yeah, thế là chúng ta đã lên được 2 sao rồi đấy các bạn ạ. Wow, và cũng như là chú rồng siêu hiếm đã lên được level 45. Bây giờ thì đã có thể là nâng cho chú rồng siêu hiếm lên level 50 rồi các bạn ạ. Đấy, khá là easy phải không? Giờ thì chúng ta sẽ tìm đến chân dung của rồng siêu hiếm nha. Một lần nữa thì không thể tìm được trong gọi là The Dragon Box đâu các bạn ạ. Chúng ta phải tìm ở ngay đây nha các bạn. Bởi vì mình đã để chú rồng siêu hiếm ở ngay đây. Quá tuyệt vời phải không nào? Đấy, và trong cái khoảng thời gian mà chúng ta gọi là không có làm gì, như là không nâng sao, không làm gì đó, thì có thể là đi train skill nè, để cho những chú rồng gọi là siêu hiếm của chúng ta có skill, nói chung là được train lên nha các bạn. Chứ thật ra cũng vậy thôi các bạn ạ. Không có skill nào có cộng hết. Nhưng mà cái skill, ok, mấy skill này chắc là đam cũng trên 1k, vậy là được rồi. Đấy, thì chú rồng siêu hiếm của mình đã train được một skill thì đam sẽ là 1,125k. Sao mà cái số nó không được tròn cho lắm các bạn ạ. Mà không sao. Đấy, và bơ thì chưa có gắn bơ nào. Nói chung là cũng không cần phải gắn bơ nào đâu các bạn ạ. Đấy, skin thì chúng ta chọn là dạng trưởng thành, bởi vì dạng nhỏ bé thì chúng ta không có gọi là loát được nha các bạn. Cái hình mà các bạn đang thấy con rồng màu xanh ý là biểu tượng của việc là những chú rồng không có data thì các bạn thì sẽ là loan ra hình của chú rồng này. Đấy, nhưng mà nói chung là nhìn hình này các bạn nhìn thấy sao? Ui, ý chang luôn các bạn ạ. Ôi, ôi, có gọi là ẩn thân chi thuật. Xong cái mất luôn các bạn. Ẩn thân chi thuật các bạn ạ. Hay quá, thì ra chú rồng này là một fan của ninja các bạn. Hèn gì biết ẩn thân chi thuật. Đấy, trời ơi. Thế thì chịu rồi các bạn. Rồi, đấy. Và chúng ta đã có một cái luồng khói ở dưới chân là nó gọi là đã mạnh hơn xưa rồi nha. Thì thêm được lên thêm một sao mà. Đây, và lượng sức mạnh của chú rồng siêu hiếm đang có là 37k ở lượng máu và 8k ở lượng đam. Và mình sẽ đặt quyền cho rồng siêu hiếm, mình sẽ nâng cho chú rồng siêu hiếm lên level 50 luôn nha các bạn, để xem là tăng ký sức mạnh lên bao nhiêu. Nhưng các bạn lưu ý là chú rồng siêu hiếm nếu như lên được 5 sao và nếu như có tu vi rank đỉnh phong level 70 thì cái lượng máu tối đa nha các bạn mà chú rồng siêu hiếm có thể sở hữu là 111k. Và lượng đam tối đa mà chú rồng siêu hiếm có thể gây ra ở cái lực sát thương ở đây nè thì sẽ là 26,3k nha các bạn.
một cái gì đấy mà phải nói là khi chúng ta lên càng cao là càng thọt các bạn ạ. Nhưng mà không sao, bởi vì đây là chú rồng siêu hiếm nên lên level 50 cho tôi. Trời ơi, đầu tư ghê dữ các bạn. Mình không biết là đối với chú rồng Terra thì sẽ là như thế nào, nhưng mà chắc là rồng siêu hiếm ta sẽ mạnh hơn các bạn ạ. Ta có 3, sao có 3 hệ mà, 3 hệ nhưng mà skill là hệ khác mà. Rồi, và thêm một phát nữa là lên level 50 luôn nha. Úi dồi ôi, trái cây của tôi từ 233 xuống còn 217. Ok, không sao, cho chú rồng siêu hiếm lên gọi là cao để mà có giá trị gọi là giải trí cũng được các bạn ạ. Đấy, giải trí cũng khá là ok nha. Để mình xem thử là quay bao giờ lượng máu chúng ta đã là 42k và lượng sát thương là 9,3k rồi. Có thể out trình được khá là nhiều những chú rồng ở trong gọi là box của mình rồi các bạn. Tiêu biểu ta sẽ gọi là đi thử xem gọi là out trình được những chú rồng nào nha. Đây, mình sẽ bấm vào trong đây và ở kìa, chúng ta không có quest để mà đánh trong đây các bạn ạ. Thì vô đây tạm nha các bạn. Nhưng mà ở đây có gọi là yêu cầu gì không? Ồ, không. Rồi, thế thì mình phải gọi là kéo xuống nữa nha các bạn. Kéo xuống những chú rồng đang có cái lượng máu. Khoan. Hình như là cái mức độ nó sẽ nằm ở ngay chỗ này nè. Nhưng mà sao lại không thấy chú rồng kia lên nhỉ? 3, 6, 7, 3, 3, 3, 8. Ồ kìa, đáng lẽ ra chú rồng của chúng ta phải xuất hiện ngay đây chứ. Cái lượng sức mạnh của chú rồng này ở cái lượng máu, chắc là xét về lượng máu thì sẽ cao hơn nữa. Để xem out trình được những chú rồng nào rồi. Đâu rồi, chú rồng siêu hiếm của chúng ta đâu rồi? Đây rồi các bạn. Hay quá, chú rồng siêu hiếm đã gọi là xếp ở gọi là out trình luôn. Khoan. Sao mà lại out trình được có với Phượng Hoàng nhờ? Trong khi thực tế là có Phượng Hoàng máu nhiều hơn, đam nhiều hơn mà. Ôi giời ơi, đây là lỗi tí xíu các bạn. Để mình kéo xuống gọi là out trình phải là, đáng lẽ ra là 47k phải không? 47k và 9k thì nó sẽ nằm ở đây nè, là out trình được chú rồng nguyên thủy nè, một sao. Yeah, cố gắng hết sức luôn mới out trình được chú rồng này các bạn ạ. Ôi, không out trình được chú rồng kia nhỉ. Cái này mình nghĩ nhớ là sắp xếp theo cái này đang sắp xếp theo cái cấp độ tăng dần của máu của gọi là cấp độ. Đây nè, xếp theo gọi là mức độ tăng dần của cái này nè các bạn. Cái gì này là giảm dần nè. Đang dần của đam. Đây rồi, giảm dần của đam nha. Đây, ta sẽ gọi là kéo xuống để mà thấy rõ hơn chứ. Ok, bây giờ thì chúng ta có thể là xem thử chú rồng của mình là siêu hiếm đây. Siêu hiếm thì out trình những cái rồng nào nha. Wow, siêu hiếm out trình luôn, nanh ác vọng các bạn ạ. Rồi, sĩ số cao hơn rồi. Nhưng mà rất tiếc là không out được nổi nha. Chỉ vì hơn sĩ số thôi chứ mà nanh ác vọng có hai skill đặc biệt. Nanh chiến binh tương tự luôn, pháp sư KK thì out được nè các bạn. Nhưng mà pháp sư KK thì nhiều hệ với cơ động hơn, cũng như là chưa có phát huy hết sức mạnh các bạn, mới có level 36 à. Đai võ lâm thì cũng không out nổi các bạn. Tử thần gọi là thần bóng tối y chang. Nanh sinh học, nanh đậu lâu, tiên nhân, nanh trụ điện, chỉ hơn chỉ số thôi chứ không out được các bạn. Đấy, xuống nè những rồng khác đó, từ chú rồng nguyên thủy nè. Thôi, hát sờ bỏ qua nha. Rồng lang thang out luôn, chỉ số cao hơn mà. Đấy, rồng cá mập hay là thổ dân ao luôn. Khoan. Đấy, thủ lĩnh clan 1, thủ lĩnh clan 10. Ngon hơn luôn các bạn ạ. Đấy. Đó, và những chú rồng ở bên dưới đây, ngoại trừ Titan, ngoại trừ Vampire, ngoại trừ những rồng có skill đặc biệt nha, cho tới thời điểm hiện tại thì chú rồng siêu hiếm ta đã đứng trên những chú rồng này. Đấy, ghê chưa? Một chú rồng cấp R có thể làm được cái điều mà mọi người chúng ta gọi là những chú rồng ở kia chờ đợi bao nhiêu lâu mà không có được các bạn ạ. Đấy, vậy là quá là ghê rồi. Giờ mình sẽ cho quấy, sao mình lại bị bấm vào đánh rồi. Mình sẽ gọi là thoát cái trận đấu này ra nha, trước khi là mọi chuyện tồi tệ hơn. Đấy, mình sẽ đấm một phát trước. Đó. Rồi, còn tới chú rồng này nữa, đấm thêm phát nữa các bạn, lỡ vô rồi cho gọi là hai cú đấm đi. Đó. Rồi, giờ mình thoát ra nha, nếu không là mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đấy các bạn ạ. Ok, bây giờ ta sẽ quay trở lại với rồng siêu hiếm nha. Đấy, rồng siêu hiếm thì vẫn như thường lệ là ngoại trừ việc chú rồng này sở hữu biệt danh siêu hiếm ra, không có trong bóc, thì có bộ skill là đất băng lá, là bộ hệ nha các bạn. Còn bộ skill là đất băng, không có đất các bạn, là skill là băng lá nhưng mà không có đất mà có điện. Hay lắm, tuyệt lắm con dai. Trời ơi, bây giờ thì skin baby nè. Đấy. Rồi, hay quá, giờ chúng ta đến lúc là đi out trình rồi. Giờ vô đây là out các bạn ạ. Phải lát nữa phải nâng lên là 3 sao thì mới
có sức mạnh tối cao được. Giờ chúng ta đi cà khịa thôi. Cà khịa xem gọi là một trong những đấu thủ mà ở bên phía dưới của rồng đấy thì sẽ là như thế nào nha các bạn. Rồi ok, sẽ xem để cà khịa đi. Rồi, đây là bên dưới của rồng siêu hiếm nha các bạn. Rồng siêu hiếm ngay cái chỗ gọi là ngay cái cạnh cái chỗ này. Rồi, xem là rồng nguyên thủy nè. Cá mập, đúng rồi các bạn. Chúng ta sẽ gọi là cho cá mập ra để cà khịa. Thôi, mình khịa lang thang đi. Đấy, rồng siêu hiếm sẽ có một pha cà khịa với rồng lang thang nha các bạn. Tại vì chúng ta có hơn chỉ số mà. Nhưng mà một điều các bạn chúng ta cần lưu ý là rồng lang thang vẫn sẽ có nhiều hệ hơn. Và khi trend skill thì vẫn là mạnh hơn các bạn. Và tiềm năng phát triển thì mạnh hơn. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì có thể khịa được. Wow, giờ mình sẽ cho hai bên một cơ hội nhé. Hấp huyết nè, chú rồng này có 3% hồi sinh phải không? Đấy, thế thì rơi vào tầm ngắm rồi. Không như gọi là chạy được các bạn ạ. Rồi, hay quá. Chưa gì xài luôn skill này, gây sát thương lên cho những chú rồng bên kia. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để chú rồng lang thang ra để mà đam trước nha. Ok, lang thang, làm gì đó đi. Uầy, lang thang chưa trang skill mà có skill gọi là tham là 1k9 rồi. Trời ơi, thế thì sao mà khịa được. Hay da, 13k. Đấy các bạn, chúng ta chú ý kỹ nha, 13k nha. Đấy. Ôi dồi ôi, rồi, bay màu rồi. Bây giờ đến lượt chú rồng siêu hiếm. Đấy, không thấy hoạt ảnh luôn nha các bạn. Chúng ta đã biến mất. Ô, lên được 2 sao là có một cái vòng vàng vàng các bạn. Để ý ở dưới chân không, có một cái vòng vàng vàng đấy các bạn. Rồi, hay quá. Giờ chúng ta chơi skill hệ lá này. Ui, 14k. Trời ơi, cay chưa, cay chưa. Quá cay các bạn ạ. Cay, trời không chết luôn. Bên kia gọi là nhận một đòn là bay màu rồi. Chúng ta là chưa có sao luôn các bạn ạ. Ở khoáng, nhưng mà gọi là để cái lượng máu thì chắc là chúng ta sẽ có một cái pha như thế này nè các bạn. Các bạn xem cái pha này cho kỹ nha. Rồi, đòn đếm chiếm nè. Kiếm rồi. Kiếm chém 15 cái máu. Khoan, trời ơi. Xem nữa là giữ được một đường sinh cơ. Hồi máu lên là đánh tiếp được rồi. Khá là đáng tiếc nha các bạn. Ôi, đánh trâu mà chết chuột ở trong luôn kìa các bạn. Nói chung là xui thôi. Ok, vậy là đã có một cái pha cà khịa vô cùng là đau đớn đến từ vị trí của rồng siêu hiếm với những chú rồng cấp 10 rồi. Chưa đâu, đó chỉ là mới khởi đầu thôi. Rồi khoan đã, nhưng mà mình sẽ xem thử là đối với những rồng bình thường thì lượng phát triển tối đa của những rồng đó sẽ như nào so với lại rồng siêu hiếm nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tìm chú rồng gọi là đầu game luôn, gọi là Terra level. Nói chung 5 sao 70 là một cái điều gì đó mà rất là trong huyền thoại của mọi người rồi. Thì đây, chú rồng Terra thì chúng ta sẽ lên được phát triển tối đa nha các bạn, sẽ là lượng máu 74k và lượng đam là 17k. Tối đa là phải là level 70, tu vi tăng tiến đỉnh phong nha các bạn. Nhưng mà chỉ có xếp được tới loại từng đó thôi. Thì chắc đây là sức mạnh tối đa của chú rồng cách 1 đấy các bạn ạ. Đấy, và nâng cấp hơn so với lại chú rồng đá một tí xíu để mình nhớ xem là chú rồng nào nhờ. Lửa thì chắc rồng giống điện. Chú rồng điện, chúng ta xem thử là chú rồng điện sẽ có cái mức sức mạnh power là bao nhiêu nha. Vẫn là cùng cách các bạn ạ. Chú rồng điện vẫn là cùng cách. Thế thì sẽ xem lại ở trong kho đi. Trong kho này cũng không có. Chúng ta tìm đại bất kỳ đi. Rồng băng. Hay lắm, sức mạnh của rồng băng. Trời ơi, rồng băng cũng y chang luôn các bạn ạ. Chắc là phải tìm. Mình nhớ rồi. Mình biết rồi. Chắc là chúng ta sẽ chơi gọi là tìm đến rồng thép. Vì thép là một chú rồng mà nói chung là cũng bắt đầu có sự lột xác rồi. Nhưng mà không thấy đâu hết các bạn ạ. Thế thì ta sẽ chọn một chú rồng cấp R đi. Thì ra sức mạnh của những chú rồng cấp R là giống như chú rồng siêu hiếm đấy các bạn. Chúng ta có thể là nâng lên tối đa là 111k và 26k máu nha các bạn. Cái đam chứ. Đó. Nhưng mà tùy vào cái skill với cái lượng trend nữa. Thế thì mình sẽ tìm một chú rồng Veritas xem như thế nào. Đây là chú rồng này cách 2 nè các bạn. Chú rồng này cách 2 nè. Tại vì đây là một chú rồng cấp C, Dragon gọi là Fly, rồng chuồn chuồn 7 màu nha các bạn. Nhưng cái lượng gọi là máu tối đa chúng ta lên tới là 93 và lượng đam là 21.
khoảng cách một cái khoảng hơn với lại cách một, và cũng gọi là thua một cái khoảng so với lại chú rồng Verirat nha các bạn. Đấy, nhưng mà chú rồng gọi là cũng là cấp R, nhưng nó lại lạ lắm các bạn ạ. Đấy, nên mình sẽ cho chú rồng gọi là nguyên tố nha các bạn. Wow, hình như là nguyên tố cũng hao hao như vậy luôn các bạn. Mình cứ tưởng là nguyên tố chúng ta sẽ cao cấp hơn chứ, thì ra là cũng là 111 và 26. Quay tính ra gọi là mai mốt chú rồng gọi là nói chung là siêu hiếm của chúng ta mà lên một cái tầm cao mới là còn mạnh hơn cả rồng nguyên tố nữa các bạn, khịa hơn luôn ấy. Rồng nguyên tố là cũng ngang bằng, là trừ cái việc là chúng ta gọi khoan chuyển skill lên. Oh wow, thế chúng ta cũng không thua kém gì so với rồng nguyên tố luôn các bạn. Rồng siêu hiếm là có một cái sức mạnh không thua kém gì so với rồng nguyên tố nha, thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái nét đặc biệt hơn. Nhưng mà về cái skill đam có cao hơn không thì mình thấy đây có Magma Storm nha. Magma Storm thì chắc là ăn đứt rồi. Trời ơi, Magma Storm, nhưng mà không sao đâu các bạn ạ. Ok, ta gọi là nhiều cái quan tâm về cái nhiều cái vấn đề khác phải không các bạn. Thế thì chắc là phải tìm một chú rồng Abyss rồi. Ok, cấp R. Vậy Verirax mình sẽ tìm ở trong cái quyển box của mình cho nó nhanh nha. Đấy, bấm vào đây, rồi bấm vào Verirax, rồi bấm vào những rồng mình đã có. Wow, thế thì chú rồng là Leviathan mà chúng ta gọi là Lyra. Oh, Leviathan chúng ta sẽ có một cái lượng máu nhiều hơn. Các bạn biết nhiều hơn là ở chỗ nào không? Đây nè, 115 ít là do chú rồng này là chú rồng Verirax thì chắc là sẽ cộng phần trăm cao hơn. Chứ còn cát thì chắc là vẫn gọi là giống như vậy. Tại vì chúng ta là khác biệt là đây là cấp độ VR nha. Verirax ấy. Mình sẽ tìm xem đối với lại chú rồng này chắc tương tự rồi, tương tự rồi. Không thể tìm chú rồng nào cách cao hơn nhỉ? Đặc biệt chân dung gọi là thế nào đấy. Khó các bạn, khó để tìm ra. Thì lên cấp Abyss đi. Abyss thì bùa tiên nhân là một cái ví dụ rất điển hình. 144k và 34k đam chính là cái lượng sức mạnh tối đa mà chú rồng bùa tiên nhân đạt được. Và những chú rồng Abyss khác thì chắc cũng là tầm đó luôn các bạn ạ. Các bạn thấy chú rồng Abyss nào mà có gọi là cái lượng sức mạnh vượt qua không? Vượt qua nhé, chứ mà thấp hơn thì không nói nha. Đây, vẫn y chang luôn các bạn ạ. Abyss chúng ta gọi là đa phần là y chang như vậy. Ngay cả chắc rồng Tham thì cũng như vậy luôn. Đó, Tham cũng y chang luôn nha các bạn. Gió nè, y chang. Đấy, thì đây là chắc là đặc quyền của những chú rồng Abyss rồi. Không nói được gì nhiều rồi các bạn ạ. Đây, chú rồng này. Ok, bây giờ thì sẽ sang là sức mạnh của Legend. Legend thì chia làm nhiều loại như các bạn biết rồi. Ở đây còn có loại là 204 và 48k này. Còn vừa đó luôn ấy. Mà ở ngay chỗ này, đây, rồng bình thường nè, cách chính bình thường thì sẽ là 219 và 51k nha. Còn chú rồng này thì sao? Đâu rồi, đây nè, chú rồng này là 131 và 43k. Các bạn biết xong, tại vì chú rồng Cyber này hình như là cách 6 hay sao ấy, cách 6 hay là cách 4 ấy mà yếu lắm các bạn ạ. Sao gọi là xem cái các bạn đầu tư chú rồng nào để các bạn xem cái lượng máu với lại lượng đam tối đa mà chú rồng đó có thể đạt được nha các bạn. Không thôi chúng ta càng đầu tư là càng thọt rồi, lại hỏi là tại sao cái rồng em gọi là cũng như báo người mà lại như vậy. Đấy, qua cái phân tích và ví dụ này thì cũng cho chúng ta có một cái tầm nhìn thấy rằng chú rồng siêu hiếm nếu như đầu tư lên thì có thể vẫn là outing được nhiều chú rồng khác nha các bạn. Những rồng bình thường nha, mình không nói chú rồng đặc biệt nha các bạn. Đấy, và chúng ta có một cái lượng này là giống như những chú rồng cấp R rồi. Đấy, bù lại thì sẽ dễ nâng sao nếu như có nhiều ốc R. Nhưng mà lượng trái cây gọi là nâng lên cũng không có giòn lắm các bạn ạ. Đấy, giờ thì chúng ta sẽ gọi là đến với cái trận đấu khác nha. Ok, còn ai không thì mình không đi cà khịa nữa, mình sẽ gọi là có những cái tổ chức khác vui hơn. Tiên nhân. Oh, biết rồi, biết rồi. Cái này chắc không biết là tính là cà khịa không, nhưng mà mình sẽ cho chú rồng này ra các bạn ạ. Đấy, chú rồng tam hệ ra nha các bạn. Đâu rồi, rồng tam hệ là rồng đây, rồng nguyên tố. Chính là như vậy, có một cuộc gọi là so tài giữa hai chú rồng tạm thời thì rồng nguyên tố vẫn đang gọi là dẫn mình, bảo là tôi chính là người gọi là chú rồng cấp R mạnh nhất trong gọi là dàn series. Thì bây giờ hai người chúng ta gọi là ra tranh bá nha. Ok, nói chung là lên được rank bạch kim 2 là một cái vấn đề nào đó mà nó không đơn giản đâu các bạn ạ. Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi,
ôi dồi, một đòn đánh chí mạng thì sao mà đỡ được. Hay quá, rồi lại chưa gì cho tôi ra gọi là ôm bom để tự sát rồi các bạn. Trong khi kể cả Ninh Thần cũng không thể một đòn đánh bại chú rồng bên kia, thế mà gọi là cho tôi ra trước để mà bị chú rồng kia cào cấu. Không sao đâu, vẫn còn chú rồng siêu hiếm mà, các bạn đừng lo. Đấy, rồng siêu hiếm sẽ ao luôn chú rồng gọi là gì đây, bùa 5 sao. Wow, mạnh đấy, Titan cách 10 luôn á. Thế thì hãy giật điện đi nào, 15,6k lượng sát thương hiện tại như vậy. Vẫn sống thôi, trời ơi, xém nữa thì sống được các bạn ạ. Chú rồng bên kia ra tay quá tàn ác, 107k để xem thử lại nha. 49, ô, vậy là nghẽo chắc rồi các bạn. Rồi ok, với skill này chỉ còn lại một mình tôi đánh hai chú rồng bên kia khá là ghê gớm đau đớn luôn các bạn nha. Bây giờ thì sao? Giờ thì sử dụng là Legend Spell nè. Đấy, hay quá. Còn chú rồng này, chú rồng này thì tiếp tục là một cái đòn hấp huyết, nhưng mà bên kia vẫn sẽ hồi sinh lại nha các bạn. Mình không biết sao mà có lúc bên kia không hồi sinh mà kiểu mà cái skill bóng túi của mình bị phích lại rồi. Nhưng mà trong cái trận chiến live ngày hôm qua thì có nhiều cái pha là đánh xong lại không hồi sinh. Thôi ôi, hai chú rồng. Đấy, rồng nguyên tố là nói chung là mình cho hai rồng chào hỏi thôi, chứ nhìn hai người kiểu dáng giống nhau một form hết các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ không cho Lich God ra nữa mà mình sẽ để cho Đai Anh Hùng đi, xem gọi là Đai Anh Hùng ta cư xử như thế nào nha các bạn. Đấy, nói gì về cái vấn đề này. Ok, lên nào. Thì chú rồng siêu hiếm các bạn cũng biết rồi, đó là hệ của chú rồng siêu hiếm đặc biệt ở chỗ là người lửa nhưng không có hệ lửa. Rồi, say goodbye. Rồi có hệ đất ở mô tả mà skill thì thành hệ điện. Đấy, tên là rồng Asian cổ đại mà gọi là không có hệ cổ đại. Ok, rất là nhiều những cái gọi là xoay quanh nha các bạn, không có skin MBS. Thôi rồi, phải trả giá thôi, phải trả giá thôi. Trời ơi, 100 gọi là 219k. Nếu mà bên kia không chí mạng mình thì có khi mình còn một đường sinh cơ không nhỉ. Bên kia có skill chí mạng rồi thì làm sao mà toi đỡ được. Rồi chí mạng luôn, xin vĩnh biệt. Ôi, 72k, Ninja Star nè. Ôi ôi, cái này mà chú rồng kia mạnh mạnh tí xíu, lớn ngớ là đai bay luôn, đai hùng các bạn ạ. À, đừng có lớn ngớ nha các bạn. Ninja Star nè. Rồi xong. Gặp Blade God là chúng ta gọi là kia rồi các bạn. Ok, và như thế thì chúng ta đã gọi là có một cái nước là xem được sức mạnh của chú rồng siêu hiếm 2 sao. Đấy, và bây giờ sẽ là nâng cho chú rồng siêu hiếm lên 3 sao nha các bạn. Ok chưa? Rất là ok luôn phải không nào? Cấp R nè. Đấy, 3 sao, và sẽ chờ ngày mà chú rồng siêu hiếm của chúng ta sẽ là được ok nice nha các bạn. Một ngày một tiếng. Nâng sao bao nhanh. Ok, và đây thì nói chung là video của mình có lẽ là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.